Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lễ thi đấu vòng 26 giải Ngoại hạng Anh. Vòng 26 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trong 4 ngày 27, 28, mùng 1 và mùng 2. Trong ngày 27 tháng 2 sẽ diễn ra 2 trận đấu. Manchester City sẽ đối với West Ham vào lúc 19:30 và lúc 22:00 là cuộc đấu sức giữa West Brom với Brighton. Trong ngày 28 tháng 2 sẽ diễn ra các trận đấu giữa Leeds United gặp Aston Villa, Newcastle United gặp Wolves, Crystal Palace gặp Fulham, Leicester City đối đầu với Arsenal vào lúc 19:00, Tottenham gặp Burnley vào lúc 21:00, Chelsea đối đầu với Manchester United vào lúc 23:30. Vào ngày 1 tháng 3, Sheffield United sẽ đối đầu với Liverpool vào lúc 2:15. Trận đấu muộn nhất của vòng 26 giải Ngoại hạng Anh là cuộc đối sức giữa Everton với Southampton vào lúc 3:00 ngày 2 tháng 3. Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh trước vòng 26, Manchester City dẫn đầu với 59 điểm, đứng hai là Manchester United 49 điểm. Xếp thứ 3 là Leicester City 49 điểm, đứng thứ 4 là West Ham 45 điểm, Chelsea đứng 5 với 43 điểm, Liverpool đứng thứ 6 với 40 điểm, Everton đứng thứ 7 với 40 điểm, Aston Villa đứng thứ 8 với 36 điểm, Tottenham đứng thứ 9 với 36 điểm, đứng thứ 10 là Leeds United 35 điểm, xếp thứ 11 là Arsenal 34 điểm, đứng thứ 2 là Wolves 33 điểm, đứng thứ 13 là Crystal Palace 32 điểm, xếp thứ 14 là Southampton 30 điểm, đứng thứ 15 là Burnley 28 điểm, xếp thứ 6 là Brighton 26 điểm, đứng thứ 7 là Newcastle United 25 điểm, xếp thứ 18 là Fulham 22 điểm, West Brom đứng thứ 19 với 14 điểm, cuối cùng là Sheffield United với 11 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về lịch thi đấu và bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video về lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.